Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lập Pattern Type và Pattern Group trong cái chương trình. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ vào lập chương trình như bình thường, đặt tên cho nó, đặt tên chương trình. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo. Mình đặt tên dễ nhớ này và chọn thư viện cho nó. Ở đây mình đã có sẵn thư viện rồi để hướng dẫn cho các bạn, và chọn là file kết. File kết của mình là file đuôi csv nhá, thì định dạng của nó delimiter là comma, còn nếu mà đuôi là tt thì chúng ta sẽ phải chọn là tab. Thì có tiếp chọn palette, mình nhấn vào identify. Đây là sẽ là cột pattern name, đây là cột tên linh kiện, tọa độ x, tọa độ y, đây là góc xoay, apply. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhập cái board size của bản mạch vào, add panel data. Kích thước của bản mạch ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn rồi. Thì kích thước của bản mạch độ dài là 270, độ rộng là 195 và độ cao, độ dày của nó là 3 mm. Thì chúng ta nhập vào đây. Ok, chúng ta đã có một cái bản mạch hoàn chỉnh với kích thước board size của nó. Thì tiếp theo chúng ta tạo pattern type thì chúng ta sẽ vào modify, add pattern type. Chúng ta đặt tên là, ở đây chúng ta sẽ có 4 pattern nhá. Thì mình sẽ lần lượt đặt là 1, ta sẽ Ctrl X và paste vào tất cả các 4 pattern kia, 4 pattern vừa tạo. Ctrl V. Sau đó chúng ta chọn vào P1 này và lại vào modify để xóa cái P1 đi, vì lúc này P1 không còn cái tọa độ linh kiện nào nữa cả. Vậy là chúng ta đã có 4 cái pattern. Và để làm sao có một bản mạch hoàn chỉnh như thế này thì chúng ta phải biết được cái tọa độ offset của nó. Đây, bản mạch của mình là bản mạch chỉ có một mặt là top thôi, nên là chúng ta sẽ phải có cái tọa độ để nhân tất cả các cái điểm này ra. Đây, như các bạn thấy là chúng ta đang có 4 bản mạch, mỗi bản mạch có 12 FPCB tương ứng với số linh kiện gắn lên nó. Thì đây là tọa độ pattern offset data của mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn. Từ 1 đến 12 là một bản. Và tổng cộng chúng ta sẽ có 48 bản mạch FPCB. Kèm theo đó là mỗi bản mạch sẽ có, mình sẽ lấy 2 cái điểm mắc tạo thành pattern group. Ok. Bây giờ thì mình sẽ tạo sẽ nhân nó ra nhé, nhân từng bản mạch ra. Chúng ta sẽ vào edit pattern offset này để nhân cái bo mạch đầu tiên. Ở đây tọa độ của chúng ta bản con đầu tiên là con gốc thì nó sẽ là x0 y0. Muốn nhân được con số 2 trở đi thì chúng ta sẽ là 10, y là 17 và x là 24. Thì mình sẽ nhân đồng loạt một lượt nhé. Thì đây, cái này chúng ta sẽ giữ nguyên, cái này chúng ta đánh số vào thôi. Ở đây tương ứng là x cao là số hàng tương ứng ở đây, x cao là số hàng, x là 1, 2, 3, 4, y là 3, thì chúng ta sẽ điền vào đây x bằng 4, y bằng 3. Khoảng cách x chúng ta vừa nãy chúng ta nhìn là nó là 24.4 và y là 17. Thì x là 24.4, y là 17. Tạo ok. Sau khi tạo được nhân offset xong thì nó sẽ ra một bản như thế này. Mình sẽ xóa cái con đầu tiên đi. Các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ xóa con đầu tiên đi. Tiếp theo cái đến con bản mạch thứ hai cũng vậy. Thì chúng ta sẽ add. Lúc này con số 2 thì khoảng cách x không thay đổi, y nó sẽ là 75. Thì chúng ta sẽ điền vào y. Khoảng cách x bit này nó vẫn giữ nguyên là 24.4 và 17 y. Mình sẽ xóa con đầu tiên đi. Đây. Như các bạn thấy là mình đã có hai cái bản mạch ở đây rồi. Tiếp theo con số 3 mình cũng tương tự, mình sẽ cũng làm như vậy. Thì chúng ta phải biết được cái khoảng cách x. Ví dụ mình sẽ lấy con USB này làm gốc thì mình sẽ phải lấy đo từ con USB này đến con USB này khoảng cách là bao nhiêu. Thì ở đây mình đã đo được nó là 115, x và y là 75. Thì chúng ta sẽ điền vào đây. X cao vẫn là 4, y cao vẫn là 3. Khoảng cách ở đây vẫn giữ nguyên 4.4, y là 17. Chúng ta sẽ xóa con đầu tiên đi. 4 làm tương tự. Hôm nay khoảng cách x thì sẽ thay đổi, còn y là sẽ đây, như các bạn thấy thì là khoảng cách x ở đây từ con USB này đến con USB này thì nó là, vẫn là 115, nhưng mà y từ dưới này lên nó sẽ là nguyên gốc của con này, nó sẽ bằng 0. Nó sẽ là gốc. X là 115, 4 và chúng ta tiếp tục cũng sẽ xóa con đầu này đi. Vậy là chúng ta đã có một cái bản mạch có đầy đủ các linh kiện ở trên này rồi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ vào Modify và tạo Pattern Group. Để tạo được Pattern Group thì chúng ta sẽ phải có tọa độ của tất cả 4 điểm mắc, 8 điểm mắc ở trên 4 cái bản mạch FPCB. Thì đây mình đã lấy cái tọa độ điểm mắc ở đây rồi. Mình sẽ nhấn vào đây và Edit. Mình sẽ đặt đây là Pattern Group 1. Tích vào đây. Thì phía này để chúng ta chọn điểm mắc. Ở đây chúng ta sẽ có chỉ lấy 2 điểm mắc ở trên một bản mạch FPCB thôi. Chúng ta sẽ copy cái tọa độ điểm mắc vào. Chỗ template này thì chúng ta sẽ chọn điểm mắc cho nó, mắc vuông, mắc tròn và kích thước điểm mắc. Đây mình sẽ xem. Ở đây mình sẽ mắc vuông thì mình sẽ nhặt là mắc vuông nhé. Còn nếu các bạn muốn lập cái mắc mới, tọa độ mắc mới và cái kích thước điểm mắc mới thì các bạn vào new template này và các bạn điền tên vào. Tại vì mình ví dụ nhé, A1 product số 1 thì đây. Đây các bạn, nó sẽ ra một cái bảng này. Cái điểm mắc của chúng ta là trắng hoặc đen thì các bạn có thể chọn vào. Đây là kích thước của điểm mắc, còn đây là vùng search của điểm mắc. Ok, mình can đi, apply. Tiếp theo mình add lấy cái điểm mắc 2 là PG2, copy ở đây sang. 3 trên G3. Mắc 4 là PG4. Chúng ta sẽ chọn tiếp. Ok. Như các bạn thấy thì chúng ta đã tạo được 4 cái pattern group ở đây, một ở đây, đây một ở đây, PG1, PG2, PG3, PG4. Xong rồi thì chúng ta sẽ edit pattern offset nhé. Thì như các bạn vừa nãy đã lập xong hai cái pattern type và pattern group rồi, nhưng mà các bạn phải add vào từng cái type một, pattern group vào từng cái type một. Thì đây, cái pattern type 1 này thì nó đã có pattern group 1 rồi, thì ta chuyển sang pattern group 2. Các bạn cũng thấy là nó vẫn chỉ ở pattern group 1 thôi, nên các bạn phải chuyển sang thì cái điểm mắc nó mới nhận của cái PCB này, không thì nó sẽ vẫn chỉ nhận một con thôi. Nên các bạn sẽ chuột phải vào edit, chuyển sang 2. Tiếp theo pattern type 3 chúng ta cũng làm như vậy, chuyển hết sang pattern group 3, và con 4 cũng tương tự. Cũng tương tự nhé các bạn nhé, các bạn phải chuyển hết sang. Ok, vậy là chúng ta đã chuyển xong rồi nhé. Pattern type 1 sẽ tương ứng với pattern group 1. Pattern type 2 sẽ tương ứng với, mình sẽ add vào cái pattern group 2. Pattern type 3 mình sẽ add vào pattern group 3. Và pattern type 4 thì mình sẽ add với cái pattern group 4. Mình close đi, mình lưu lại. Ok, mình sẽ tắt đi. Thì tiếp theo chúng ta vào Project Manager, mình chọn một line tên là Tuấn, mình vào New, Đây mình sẽ tìm pin này để mình tìm tên cái chương trình vườn ấy mình đã đặt như thế này nhé. Còn không nếu mà các bạn xóa đi đây, các bạn có thể xóa đi rồi các bạn tìm ở đây. Tìm đây sẽ lâu hơn, nên là chúng ta biết đặt cái chương trình vừa nãy rồi thì chúng ta vào đây chúng ta go tìm là thấy luôn. Ta kích chuột vào đây, chúng ta nhấn vào mũi tên để chuyển sang bên này, nhấn OK để nó up lên line. Đây, chương trình là mới nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt cho chương trình là chạy có thể là chạy xe nhá. Đây là chương trình mình để mặc định là xe. Nếu các bạn muốn chạy độc lập thì các bạn có thể chọn vào Independent này nhá, là nó sẽ chạy độc lập các lan với nhau. Vào setting này, setting 19. Chỗ này thì chúng ta sẽ cài đặt là Pattern Group Fiducial nhá. Vì vừa nãy chúng ta lập Pattern Group mà. Ở communication này thì chúng ta là cái chỗ mà chúng ta sẽ cho máy nó soi điểm mắc. Chỗ này để chúng ta cài đặt cho máy soi điểm mắc chỉ ở máy đầu thôi, thì chúng ta sẽ nhận và tích hết vào những cái chỗ benchmark research và pattern production research. Đây là chỗ nhận nhá. Còn chỗ gửi đi này, send này thì cũng vậy, chúng ta sẽ điền vào benchmark research và pattern production research. Sau đó thì chúng ta chọn vào, nhấn vào merge 1 này. Thì ở cái máy 1 này nó không nhận của cái máy nào cả thì chúng ta sẽ bỏ dấu tích đi. Máy 6 này, máy 6 này là cũng không gửi đi đâu cả, nó send không send đi đâu cả thì chúng ta sẽ bỏ dấu tích đi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn vào đây để cho nó tối ưu hóa mark read này. Thì chúng ta chọn nó mark idle đi để cho nó căn chỉnh, tức là cho nó nhân cái feeder lên làm sao để cho nó tối ưu. Như đây để chỗ lượng bình thường thì mỗi cái coder liệu thì nó chỉ một feeder thôi. Đấy. Còn chúng ta sẽ nhấn vào make idle này thì máy nó sẽ cân đối cycle time tối ưu nhất. Chúng ta chọn OK. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẫn nhấn vào setting và đến cái mục là optimize option. Thì chúng ta sẽ chỗ cái mục là optimize mode này thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ Exhaust Shift Mode là OK. Thì sau đó thì chúng ta nhấn Optimize như bình thường. Optimize kiểu Exhaust Mode này ấy, thì là máy nó sẽ tự động nó điều chỉnh cycle time làm sao cho tối ưu hóa nhất, cho đến khi mà các bạn cảm thấy OK nhất, lên 99 hoặc 100% thì các bạn có thể dừng, hoặc là bây giờ mình hướng dẫn các bạn thì mình có thể dừng luôn. Mình sẽ finish lại nhé. Yes. Vậy là cái hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì các bạn thấy cái video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn hãy để lại cho mình một lượt bình luận ở phía dưới, và đừng quên nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo từ những video tiếp theo nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.